Sáng ngày 8 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự khai mạc triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức triển lãm quốc tế về quốc phòng. Triển lãm do Bộ Quốc phòng tổ chức từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Triển lãm với sự tham gia của 170 đơn vị doanh nghiệp đến từ 30 quốc gia trên thế giới, trưng bày các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị sử dụng cho lực lượng hải quân, lục quân, phòng không không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật. Trong khuôn viên triển lãm, ban tổ chức cũng bố trí khu vực không gian văn hóa, không gian ẩm thực, khu vực trưng bày, kinh tế quốc phòng trong kỷ nguyên công nghệ số để trưng bày các mốc son tiêu biểu của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử, gắn với phát triển kinh tế xã hội, kết nối với triển lãm không gian mạng. Bên cạnh đó, tại đây đã diễn ra chương trình biểu diễn của lực lượng không quân và đặc công Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu trong nước và quốc tế dự khán, theo dõi các màn trình diễn này. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, với mục đích đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tăng cường đối ngoại quốc phòng, tăng cường lòng tin giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng, triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 là một cơ hội rất tốt để các nhà hoạch định chính sách về quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng an ninh gặp gỡ, trao đổi, phát triển hợp tác hướng tới một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định chính sách quốc phòng của Việt Nam là hòa bình và tự vệ và vì nhân dân. Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện đang tích cực tham gia các hình thức hợp tác quốc phòng phù hợp cả song phương và đa phương với các quốc gia trên thế giới.